Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình, và hôm nay server Việt Nam chả ra gì cả anh em ạ, buồn sương sương. Và một ngày đầu tuần hơi trầm lắng tí, và có lẽ năm nay bên Anna Free Fire tập trung làm về giải đấu là chủ yếu. Đấy, thế nên là mọi thứ đang hơi bị trầm. Đấy, năm nay mọi thứ đang hơi bị trầm tí. Ok, nhưng mà bên server nước ngoài họ vẫn ra sự kiện bình thường. Đấy, ví dụ như bên server này vãi trường, nạp 800 kim cương nhận luôn bộ đồ nữ quái kẹo bông ạ. Vãi trường, có 800 kim cương tiêu mà vừa được luôn bộ đồ rất là đẹp. Bộ đồ này ở server Việt Nam chơi nó nằm ở trong sự kiện vòng quay. Đấy, bên này thì nó lại là ra luôn. Đấy, nạp 800 kim cương nhận luôn. Đấy, cơ bản là vì server này thì lượng người chơi nó ít, đâm ra đồ gì nó cũng rẻ. Đấy, đồ gì cũng rẻ, mỗi tội bè lác vãi trưởng có bà bưởng. Đây là server châu Phi nha anh em nhá. Đấy, server châu Phi. Châu Phi chơi, châu Phi rất là xa Việt Nam lắm. Đấy, vì nó rất xa Việt Nam nên nó lác vãi trưởng có bà bưởng. Đấy, ping nó tầm trăm mấy. Đấy, là anh em muốn chơi thì nói chung là nó cũng khó đấy. Ok, bên này hôm nay họ ra một cái đồ mới. Thực ra là không phải mới, mà cái bộ ấn kỵ sĩ này nó ra từ phiên bản trước rồi. Nó là vòng quay vàng của phiên bản trước ở một số server. Tuy nhiên thì là ở server Việt Nam thì tất nhiên là không có đồ đẹp này, lấy đâu ra, server Việt Nam có anh em. Đấy, và ngoài ra giải phụ nó sẽ là mark 10 hoa hồng xanh, và khẩu này sẽ cộng 2 sát thương bằng đạn. Đấy, đây là một chỉ số rất là ngon đến từ khẩu mark 10 này. Cái khẩu mark 10 này ấy, tính ra là nó hoặc là gần tốc độ bắn hoặc là gần sát thương, hai sát thương với khẩu hoa hồng đen này cá nhân mình đánh giá là rất giòn. Đấy, rất giòn luôn. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới nhưng vận may chưa tới. Ui dù anh gà rán ơi, bên này em còn được mỗi tí kim cương thôi, anh cho em đú khẩu này phát. Anh gà rán cho em đú khẩu này phát để em test cho các anh em ở bên server Việt Nam xem ạ. Đấy, anh gà rán cho em đú khẩu này phát, 199 thôi ra đấy. Và ui 199 ra luôn ạ. Vãi trưởng và ngọt, và nó lại gọi là thơm ngon ngọt thịt. Chứ còn nếu mà ví dụ nó cho tôi quả mốc sau thì quảng. Và mốc sau lại toang rồi. Anh em nhìn thấy là dạo này kênh view nó cũng rất là thấp rồi. Đấy, thì bây giờ tầm này là xin nhịn ăn sáng thôi. Hôm nào thì có tiền test cho anh em kim cương cho anh em hôm đấy thôi. Đấy, còn không có tiền thì chịu. Đấy, bây giờ tôi phải đi làm bình luận viên trên Ghana mỗi cuối tuần của giải VFL để mà có thể có gọi là kinh phí để mà test đồ anh em. Sắp tạch rồi anh em ạ. Đấy, sao tuyệt vời. Được rồi anh em, đây, mark 10, hoa hồng xanh, sát thương bằng đạn. Không biết là hai ngày của tôi vừa rồi có anh em nào mà xem giải VFL không, thì tôi đang bình luận giải đấu đấy ở trên Gaina. Đấy, anh em mà có thời gian thì dành ra để xem giải đấu. Đấy, người xem giải đấu nhiều thì mới có tiền để trả lương cho tôi. Đấy, mà có tiền trả lương thì mình mới test được đồ mới cho anh em chứ. Hợp lý không? Quá hợp lý. Ok con dê. Wow, sao? Đấy, à đây có mắc 10 này, mượt. À, nhưng mà lần đầu tiên lại méo phải mình lựa chọn súng anh em ạ. Và lần đầu tiên nó lại lựa chọn súng của thằng khác. Đấy, đầu tiên lại lựa chọn súng của thằng khác. Ui dồi, căng đét và khét lẹt luôn. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri cà khịa, streamer cà khịa nhiều nhất Việt Nam. Đấy, cà khịa nhiều nhất Việt Nam, nhiều. Ok, đứng im ạ. Ui giời, 2B1Q, tưởng bạn như nào. Đấy, bên này ping nó tầm 150, anh em thấy chưa? Ping này nó rất là ảo ma Canada, và rất là ảo ma Canada Venezuela, và xùi. Một pha đẩy lên đến vị trí của Chiru Churi, và thảo ra bắn cho tung người. Thảo ra bắn cho gọi là tung hết cả cái con người luôn. Đâu ấy, trốn à? Trốn, tưởng AFK, bắn trả một viên vào đầu. Bắn trả với chúng tôi này, và mình đã lag rồi, thằng này nó cũng lag không kém. Đấy, tôi sẽ mua được khẩu mark 10 hoa hồng xanh để test cho anh em đây. Mark 10 hoa hồng xanh, khẩu này nhìn đẹp phết. Đấy, khẩu này nhìn đẹp phết anh em ạ. Đấy, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Cái khẩu mark 10 thật ra cũng có nhiều luồng ý kiến, có người dùng, người không. Có nhiều bạn rất thích dùng khẩu này. Đấy, đặc biệt trong tử chiến, các bạn bảo là dùng khẩu này nó khẩu duy nhất có giảm thanh trong tử chiến nên là bắn nó phê. Đấy, tôi nghĩ cũng khá hay. Đấy, cũng khá hay. Làm sao? Khẩu này bắn đam to phết ạ. Được 20 đam một viên ạ. Chất. Đấy, 20 đam một viên không hề đơn giản đâu nha. Ui xử ngon, bắn lại gọi là mượt. Tốc độ bắn của mark 10 nó cũng là một khẩu súng rất là ok. Quan trọng là nó có sẵn giảm thanh. Đấy, nên khi mà bắn đối phương không phát hiện được vị trí của chúng ta.
Ai không ai mà trông hồi này nó cũng ngầu ngầu anh em ạ. Và trông hồi này nó kiểu như là quỷ quỷ ấy. Và trông kiểu đúng kiểu giờ Mark 10 kiểu phong cách quỷ ám. Ok, ném quả lựu choáng băng à. Làm sao? Ui, với 20 đam anh em thấy phê không? 21 đam luôn. À, 21 đam là của cái tên lửa. À, 20 đam viên là ổn đấy chứ. 20 đam viên là quá ổn đấy chứ anh em. Quá ổn luôn. Nào, xem bạn chơi súng gì à, mình tiếp bạn hết. À, bạn chơi súng gì mình tiếp bạn hết luôn. Đấm cho bạn bay đầu luôn. Đấm cho bạn bay mồm. À, đấm cho bạn gọi là bay mồm luôn. Nào, lên thôi. Ôi trời, AK rồi. Anh em, tôi cho nó biết nào là người chơi hệ đấm. Đấy, tôi cho nó biết nào là lễ hội. À, tôi cho biết nào người chơi hệ đấm. Thầy nó lag, thầy nó bị lag anh em ạ. Đấy, đây rồi. Cú đơ anh em ạ. Ơ, chạy ạ. Nó đơ rồi. Đấy, nó đơ rồi. Và vì trong mắt nó là mình đang dịch chuyển tức thời thôi. Đấy, đấm nó bay đầu. Khổ thân cháu tôi. Đấy, bu nhang ngay. Anh em thấy chưa? Đấy, thì đó là khẩu Mark 10 hoa hồng xanh anh em nhá. Mark 10 hoa hồng xanh. Đấy, khá được. Ở bên server châu Phi này thì họ còn đang có một sự kiện đấy là tặng free cái hộp con pet sói. Đây là con pet mới ra ở trong Anna Free Fire, thế mà đã tặng free rồi. Đấy, đây này, nó có sự kiện tặng free. Đây này, cumulative kill mission, cumulative tức là hạ gục liên tục. Đấy, tôi hạ gục 5 mạng tôi sẽ nhận được một ít hộp. Ở bên này tôi có nhiều hộp lắm. Đấy, các server này các bạn nhìn thấy tôi test đồ rất là nhiều hộp, hộp thú cưng. Đấy, mở ra không ra gì cả, buồn sưng sương. Bây nhiều hộp ngon lắm đây, ví dụ đấy, hộp chiến ca cá chiên này, hay là hộp burger này, chiến binh tuổi ten này. Đấy, chiến binh tuổi tin, mở 25 hộp xem ra được bệnh viện không nhá. Trời ơi, bên này tỷ lệ ra bệnh viện rất là cao luôn. Đấy, bên mấy server này đúng kiểu thiên đường dành mấy em nạp tiền luôn. Thì bên này lượng người chơi thì ít nên là cái tỷ lệ nạp ra nó cũng khá là cao. Đấy, nói chung là rất là giòn. Đấy, tôi đảm bảo anh em bằng Ryan bên này rất là giòn. Mỗi tội là không thể giòn bằng Riaki Store, shop bán tai nghe dành cho game thủ Free Fire. Ở đây nếu anh em đang có mua tai nghe, mua loại phụ kiện thoại, đừng quên ghé ngay qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM. Ở trên này đang bán rất nhiều các mẫu tai nghe cách âm chống ngôn, tai nghe giúp ta chơi Free Fire trên Liên Quân, chơi cái tự em trên di động tốt hơn. Bên cạnh đó mua một tai nghe tặng ngay một mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay một bao tai memo nha anh em nhá. Số lượng gọi là khuyến mãi có hạn, anh em húp ngay. Húp ngay và luôn và ngay hộ tôi ạ. Ok, ở đây chính là giao diện của shop huyền bí, shop hủy biến sắp ra mắt trong Anna Free Fire. Đấy, thì cái shop huyền bí này ấy, thì nó sẽ có bộ đồ, đầu tiên là bộ đồ minimalist bundle, tức là bộ đồ người tối giản à. Đấy, phong cách tối giản trông khá đẹp. Còn cái bộ đồ nữ kia thì bên server Thái còn phát free cơ. Đấy, bên server Thái phát free cơ. Đấy, cái này là chia sẻ hé lộ đến thằng Smart Cloud. Thì cái này sáng nay mình đã có thông tin cho anh em rồi là có thể mua thẻ Buya với giá 50 kim cương vãi trường. Đây là giảm giá 90%. Đấy, giảm giá 90%. Thì shop huyền bí sẽ có bán thẻ Buya, nhưng không biết là có phải shop huyền bí server Việt Nam hay không. Đấy, và nói chung là cái bộ đồ nữ này thì trông khá đẹp, mà ở bên server nước ngoài là phát free, không biết là bên server Việt Nam có phát free không. Đấy, thì cái đây là cái thẻ Buya Pass để kích hoạt được cái Buya Pass này. Đây là cái vé Buya. Đấy, để kích hoạt cái thẻ Buya. Đấy, ở đây là bộ đồ Hustseeker Bundle. Đấy, bộ đồ nữ game thủ các thứ. Đấy, ngoài ra thì anh chàng Smart Clone này cũng có một cái hé lộ. Đây là cái con quỷ à? Đây là một, trông thì giống như con pet mà thật ra đây là cái hòm xác. Và trông sinh vật nó trông hơi kỳ lạ anh em ạ. Và trông quả con sinh vật trông nó hơi kỳ lạ, trông như một con mèo nhưng mà trông nó như một con quỷ mèo. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ có một quả lựu theo phong cách Tết, nhưng mà Tết qua lâu rồi mà. Đấy, quả lựu theo phong cách đồng xu trông rất đẹp, nổ lên nhìn ra quả ấy trông rất đẹp, nhưng mà Tết qua lâu rồi mà. Và Tết qua lâu lắm rồi. À, đây là Cartoon Katana và thanh kiếm Katana theo phong cách gọi là Minecraft. Ngoài ra còn có hai bộ trang phục nữa mà chưa xuất hiện. Đấy, ở đây nó chưa có hình ảnh chính thức, nhưng mà có vẻ nó sẽ liên quan đến con mèo quỷ kia. Đấy, thì không biết là mấy bộ trang phục này thời điểm nào sẽ bán, và sẽ bán trong sự kiện như thế nào, chúng ta cũng sẽ phải chờ. Thì bởi vì là OB38 chúng ta cũng một khoảng thời gian nữa thì mới kết thúc cơ. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại cho mình like và subscribe để đẹp trai được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.